Wow, chuyên mục thanh lý này các bác ơi. Nhân dịp đại lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bên Cao Hiền Audio xin được kính chúc đến đại gia đình. Tất cả các bác, các chú, các anh, các chị luôn luôn có một sức khỏe và một kỳ nghỉ ý nghĩa bên gia đình và những người thân của mình. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, em Hiền tranh thủ một lúc buổi trưa và lên sóng cũng như là thanh lý cho tất cả các bác rất nhiều mặt hàng. Toàn mặt hàng ngon không các bác nhá. Tất cả ở đây là đều là hàng mix bãi, mix xịn. Đấy, và với mức giá cực kỳ là rẻ, rất là tuyệt vời khi mà tất cả các bác chúng ta xem được video này. Các bác lướt qua thì cố gắng tặng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn. Và trên video ngày hôm nay thì em Hiền sẽ giới thiệu cũng như là thanh lý cho tất cả các bác này. Một bộ micro là JKF này. Con này của nó gia tốc tự ngắt đầy đủ luôn, tiếng tăm rất là hay các bạn. Con này của nó là của hãng TIT, một cái thương hiệu đẳng cấp thế giới sản xuất nhá. À, các bác ai thích thì các bác có thể xem bộ micro này. À, tiếp theo đó là hai bộ micro H Audio, tay chân màu vàng gold rất là đẹp. Đấy, hai bộ mặt màu vàng gold nhá. Đấy, LR các bác ạ, dòng này còn là dòng đời cao chống nước luôn. Đấy, micro BBS 130GS vừa về thêm được một ít, và một bộ micro KX10. Đấy, bộ này thì em để cho các bác với giá là 500 cho anh em nổ tài khoản các bác nhá. 500k cũng bán. Và đầu tiên thì em Hiền xin được giới thiệu cho tất cả các bác này. Một bộ micro JKF, mặt mũi của nó thì tương đối là còn sạch sẽ. Còn đương nhiên hàng bãi mà nó được như thế này thì là quá ổn áp rồi các bác ạ. Đây, nốt bẩn này. Đấy, có xước sát nhẹ đôi chút nhưng mà mặt mũi của nó thì cũng khá là ok các bác. Con này của nó thì có gia tốc, có tự ngắt đầy đủ luôn, không thiếu gì. Đấy, tay chân này anh em thợ dọn dẹp rất là đẹp rồi. Nhìn chung nói về ruột gan con này thì anh em miễn bàn nhá. Nó là hàng xịn đó. Miền mạch của nó thì vàng ươm. Đấy, các bác nhìn cái vỉ ruột của nó thì các bác biết là nó là hàng xịn hay là hàng đẻo rồi. Nếu mà con này của nó là hàng nhái, hàng rẻ tiền thì em xin phép tặng cho các bác thêm 10 lần tiền so với lại cái số tiền tất cả các bác chúng ta bỏ ra, đúng không? Giác Canon 6 ly, hệ thống com tinh chỉnh đầy đủ. Đấy, con này thì nó có một cái điểm đặc biệt là nó chạy côn, gọi là côn 3G. Có gia tốc, có tự ngắt, và con này của nó thì anh em thợ dọn dẹp đẹp. Nhưng ruột trong là anh em thợ còn chưa vệ sinh, vẫn còn bẩn nguyên nhá. Gia tốc có, tự ngắt có, chạy côn 3G đời cao. Đấy, bộ này thì em đang để cho các bác một bộ có gia tốc, có tự ngắt như thế này. Đấy, giá khởi điểm cho tất cả các bác này, con này của nó là 1.400.000 đồng. Đấy, gia tốc tự ngắt, chống lăn chống sốc đầy đủ, và tiếng con này của nó thì rất là hay. Đấy, tiếng con này hay lắm các bác ạ. Những cái dòng micro các bác mua mới bên ngoài thị trường giá dao động cỡ tầm khoảng 4-5 triệu là không phải đối thủ của nó đâu. 1.400.000 bao ship bảo hành 3 tháng hỗ trợ trận đòi. Mã số 1. Mã số 2 xin phép lên và giới thiệu cho tất cả các bác này hai bộ micro H Audio các bác nhá. H Audio thì nó là một trong những phiên bản cao cấp của micro Beyer. Lý do tại sao em Hiền lại nói như vậy, bởi vì dòng này nó có một cái hệ thống kết nối với máy vi tính tinh chỉnh và xử lý tín hiệu. Đấy, các bác ạ, xử lý tín hiệu qua máy vi tính luôn. Và nhìn chung như con này của nó ruột gan thì anh em không lạ gì về nó rồi, đúng không? Đấy, quá đẹp luôn, đúng không? Các bác nhìn thấy không? Đấy, cái này của nó anh em thợ vệ sinh là có thể là nó tuột cái dây rác ra. Khi gửi đi thì chắc chắn nó sẽ phải cắm vào rồi. Ruột gan nó rất đẹp nha các bác nha. Đấy, mên vị này, hộp sóng lớn này, các bác nhìn thấy không? Và đây là nó còn có cả cáp 2x2 để các bác kết nối với máy vi tính này. Đấy, để tinh chỉnh này. Nhưng mà những cái dòng này thì các bác biết rồi. Đấy, người ta sẽ không sử dụng những cái hệ thống kết nối máy vi tính. Bởi vì bên phòng bên nước ngoài người ta đã can chỉnh sẵn rồi. Giác Canon 6 ly đầy đủ các bạn, không thiếu gì. H Audio IK100U. Con này mặt mũi sạch đẹp, đấy, mặt màu vàng gold kết hợp với lại cái nền màu đen, đấy, gương kính màu đen các bạn nhá. Thì như con này, chắc chắn một điều các bác mua ở bên ngoài thị trường thì giá của nó cũng rất là đắt. Tay hợp kim nhôm CNC 3D, đấy, hai bộ duy nhất em chỉ để cho các bác với mức giá là 1.700.000 đồng. Vừa bán vừa kỷ niệm, dọ lưới hợp kim, gia tốc có, tự ngắt có, 1.700.000 em bán luôn cho tất cả các bác này. Giá này là không có lợi nhuận một tí tị thì ti nào đâu các bác ạ. Anh em ai cảm thấy ok thì các bác lấy một trong những dòng micro được mệnh danh là siêu nịnh tiếng. Đấy, tiếng tăm cực hay, 1.700.000 một bộ. Đấy, mã số 2. Mã số 3 xin thanh lý cho các bác một bộ micro này. Bộ này 500.000 đồng. Các bác nhá, bộ này nó chỉ có 500k thôi. Đấy, một cái thương hiệu đến từ hãng TIT. Đấy, KX-K10 các bác nhá. Con này thì hiện tại nó chỉ có một tay thôi bác ơi. Đấy, nó có tự ngắt luôn. Có một tay nhưng mà có tự ngắt luôn. 500.000 đồng dành cho tất cả các bác chúng ta về ráp kẹo kéo, ráp loa kéo, hát karaoke gia đình. Đấy, một tay. Đấy, 500.000 đồng bộ này, cộng thêm tiền ship, anh em ai nổ tài khoản thì gửi. Ok chưa?
Đấy, con này của nó thì là của hãng 3G đấy các bác ơi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Đấy. TNT và 3G. Đấy, Canon có 6 ly có này, hệ thống com tinh chỉnh này. Ruột gan của nó thì thôi các bác không cần phải bàn cãi. Bởi vì với những cái dòng này thì không nói về cái kết cấu nữa, nó là hàng xịn mà, đúng không? Đấy, tay chân thì nguyên bản 100%, nó có tự ngắt các bác nhá. Đấy, tay chân nguyên bản 100% có tự ngắt luôn. Các bác ạ. Đấy, côn này, tay chân này, zin nhá. Đây chỗ này có sứ sát này. 500.000 đồng, tay hợp kim nhôm, tự ngắt có. Đấy, lưới dọ hợp kim. Đẹp luôn các bác ạ. Một bộ duy nhất, anh em ai lấy bộ này này, 500k. Đấy, tiếp theo lên cho các bác một bộ ba bộ micro LR. Nói đến LR thì các bác biết rồi, tay chân của nó là tay chân hàng zin. Con này là hàng lướt các bác nhá. Đấy, sự kiện gia đình bếp nhà. Rất nhiều bác bảo đang thắc mắc bảo cái con LR này của nó lý do tại sao nó lại sử dụng cái loại côn này. Nó là dòng đời côn neo, đời cao của LR các bác nhá. Đời cao của LR và nó tất cả nó đều có giá cắm. Dòng này thì nó đạt chuẩn IP 66, tức là nó có khả năng là kháng nước khi các bác sử dụng các chương trình hội nghị, sự kiện. Không may nó bị mưa, bị gió, bị rơi xuống nước thì vẫn sử dụng ok. Tay của nó là tay hợp kim nhôm các bác ạ. Tay hợp kim nhôm vẫn còn đẹp. Lưới dọ là mạ titan. Đấy. Và dòng này thì các bác biết rồi, sóng của nó thì có thể ổn định cho bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100m. Đấy. Anh em có thể đi làm những sự kiện lớn, nhỏ, vừa. Có gia tốc, có tự ngắt, cảm biến, chống rơi, chống sốc đầy đủ. Thì các bác có thể sử dụng con LR69 này. Và chỉ có dòng LR69 này thì nó mới có chạy côn neo các bác ạ. Những cái dòng đời cũ của nó thì không có côn neo, mà nó chỉ là côn thường. Đó nhá. Đấy, ruột gan của LR thì anh em không lạ gì về nó đúng không? Quá ok. Đấy, hàng xịn các bác nhá. Con này của nó được sản xuất vào năm 2018-19 và đưa vào sử dụng năm 2020, năm 2021. Đời rất là cao. Đấy, sóng sánh ổn định, tiếng hay, côn neo hát nhẹ, sóng ổn định. Đấy, và riêng con này các bác đi làm show thì cũng được, làm sự kiện cũng được. Ba bộ này thì em đang thanh lý cái mức giá rẻ nhất cho tất cả các bác rồi, 2.900.000 đồng. Anh em ai biết về nó thì lấy. Sự kiện tiệc cưới gia đình quá ok luôn, gia tốc tự ngắt có, 2.900.000 đồng các bác nhá. Anh em ai lấy bộ này này, lấy ngay cho em Hiền. Đấy, giá này thì là em chỉ cộng mỗi tí xíu tiền công thôi, các bác không cần phải nghĩ ngợi về dòng này bởi vì nó là hàng xịn các bác nhá. Mã số 4, 2.900.000 đồng. Ok. Mã số 5 đó chính là dòng micro BBS S100S các bác nhá. Nói chung là tay chân con này của nó là anh em thợ cũng đã dọn dẹp đẹp hết rồi. Trong quá trình sử dụng thì ví dụ như tay chân không may nó bị xước sát, nó bị bạc màu không thể tránh được các bác nhá. Riêng BBS nó là vậy. Côn của nó tất cả đều là côn neo các bác. Các bác có thể nhìn không ạ? S130GS này. Đời này của nó là đời quắc đỏ các bác nhá. Thấy không? Đời quắc đỏ. Đây, 6 số ruột gan của nó rất đẹp. Đây các bác nhìn thấy không? Đây, quắc đỏ 6 số. Đây, con này của nó thì bên vỉ của nó đời cao thôi, vỉ của nó vỉ xanh. Đây, phía sau của nó thì có một số đời, thì nó còn có cả jack Canon nữa, 6 ly nữa. Nguồn của nó là nguồn 9V anten dòi. Con này thì sóng của nó cũng ổn định cho bác tầm khoảng từ 50-100m tùy theo không gian. Các bác đi làm sự kiện được, tiệc cưới được. Chất lượng âm thanh của nó ra rất là chi tiết sắc nét. Và với bộ micro này, chắc chắn một điều là tất cả các bác kêu ta mua không có giá trên 2 triệu các bác không mua được. Và bây giờ thì em Hiền vẫn để cho các bác với một cái mức giá thanh lý rẻ nhất có thể. 1.700.000 đồng bao ship toàn quốc. Có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ. Côn zin, ruột gan zin, tay chân anh em thợ đã tút tát. Phủ nano 4K, sạch sẽ như thế này rồi. Các bác cầm một bộ micro đi làm sự kiện cũng sướng, hát gia đình cũng sướng. Mã số 5, 1.700.000 đồng. Tất cả các bác ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0936118558, 0931218558. Đấy, hai số điện thoại này đều có Zalo các bác nhé. Các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại này. Và trong khoảng thời gian tất cả các bác xem video, ai yêu Cao Hiền cho em Hiền xin một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để theo dõi những video tiếp theo. Và các bác đừng quên tặng cho em Hiền xin một like trên video này các bác nhé. Chúc cho anh em một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc, một kỳ lễ ý nghĩa bên gia đình của mình. Xin chào tất cả các bác.